Hùng Dũng, vẫn là Hùng Dũng. Bóng không dính của Bùi Tiến Dũng và Papeoma có thể nói là đã nhanh như điện. Giống với những gì diễn ra trong trận đấu lượt về mùa giải trước, câu lạc bộ đã thành Bùi Tiến Dũng không thể bắt gọn bóng và chỉ chờ có thế thôi. Papeoma, một trong hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của mùa giải trước, đã ập vào và dứt điểm đưa đội đương kim vô địch V-League dẫn ngược đối thủ. Ở mùa giải trước thì Papeoma